Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Tiểu Sư Phụ. Update cho các bạn về cái dự án CNG của cái con sàn Coinbase. Các bạn có thể thấy này, ở trên Coinbase cái token CNG đã được trade ở hai cặp giao dịch, đấy chính là cặp BTC và cặp ETH. Ở đây thì nếu như các bạn theo cặp BTC ấy, thì chúng ta sẽ không thể giao dịch được, bởi vì giá trị của nó rất rất là thấp nha các bạn. Nó chỉ là một satoshi. Ở đây chỉ là lệnh đặt bán thôi này, và lệnh mua gần như là không có. Ok, vậy thì làm thế nào để có thể thanh khoản được cái token CNG này ở trên sàn Coinbase? Chúng ta sẽ phải sử dụng cặp giao dịch ETH. Hiện tại thì nó có hỗ trợ cặp giao dịch ETH và token CNG. Đây. Các bạn có thể vốn giao dịch đang là 5 ETH này, các bạn có thể thanh khoản được toàn bộ số lượng CNG của bạn thông qua cái việc chúng ta bán qua ETH. Ok, hiện tại thì đang là 5 satoshi ETH cho một đồng CNG. Đấy thì các bạn có thể đặt mắt này. Ở đây thì mình có 120.000 token CNG và mình bán được 0.006 ETH, vị trí là cũng rơi vào tầm 1.45 USD. Đấy, giá trị nó rất là thấp thôi. Cái này thì cũng rất là dễ hiểu thôi, bởi vì tổng cung của CNG nó rất là lớn, các bạn lên tới 500 tỷ token CNG. Và cái việc mà giá trị của nó rớt xuống thấp thì cái việc cũng rất là dễ hiểu thôi. Mặc dù là cái chương trình Aerobe của nó hứa hẹn lên tới 300 USD cho 30.000 token, nhưng mà chúng ta phải nhìn vào thực tế và nhìn vào số lượng tổng cung của token, cũng như là cái mức độ thực tế ở cái token này nó sẽ như thế nào. Đây là một token của casino. Đấy, thì nếu như bạn nào muốn thanh khoản token CNG thì các bạn có thể chuyển sang ETH và các bạn có thể quy đổi sang được ETH nhá. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiểu Sư Phụ. Chúc cho bạn luôn luôn mạnh khỏe, kiếm được thật nhiều tiền. Cảm ơn các bạn. Còn bây giờ xin thân ái chào và hẹn gặp lại.